Chào mừng các bạn đến với kênh tin tức và sau đây là tin hot girl Nguyễn Thúy Vi trong Scam Minh Du và Phan Thành bất ngờ lên tiếng. Trước thông báo thông tin đại gia Phan Thành cặp bồ một cô gái 17 tuổi quê Cà Mau dù đã là vị hôn phu của nữ diễn viên Minh Du. Trưa ngày 13 tháng 10, phóng viên Thanh Niên đã có cuộc trò chuyện với cô gái này. Cô gái được cho là quen đại gia Phan Thành có tên là Nguyễn Thúy Vi, 17 tuổi, ngụ phường 9 thành phố Cà Mau. Vi đang là học sinh lớp 12 của một trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Cà Mau. Tiếp xúc với phóng viên, Vi thẳng thắn chia sẻ, Phan Thành chính là người chủ động nhắn tin qua Facebook làm quen với em. Sau đó giữa hai đứa xảy ra cự cãi và lúc nóng giận em đã chụp những tin nhắn giữa em và Phan Thành đăng lên Facebook. Nhưng sau đó đã xóa đi nhưng không ngờ sự việc đi xa như hôm nay. Hai đứa quen khoảng 2 tuần thì chia tay. Hot girl Cà Mau cũng thẳng thắn trước thông tin Phan Thành mua nhà và chu cấp cho mình tiền tỷ. Thông tin đó hoàn toàn không có. Trong thời gian quen nhau, Phan Thành cho tiền và quà khoảng 30 triệu đồng. Trả lời câu hỏi nguyên nhân dẫn đến cự cãi và chia tay, Vi cho rằng Phan Thành mua vé máy bay rủ em lên thành phố Hồ Chí Minh chơi. Em lên chơi sẽ mua cho em điện thoại. Nhưng em lên đến thì Phan Thành nói bận, chưa mua điện thoại. Sau đó về Cà Mau thì hai đứa có cự cãi về chuyện này, nên Phan Thành chuyển cho em 15 triệu đồng để mua điện thoại, nhưng nói là chia tay. Vi cũng cho rằng hình mình chụp đăng Facebook là một khách sạn ở Tân Bình. Khách sạn này là do Phan Thành thuê cho Vi ở khi lên thành phố Hồ Chí Minh gặp Phan Thành chứ không phải nhà riêng. Do em 17 tuổi nên khách sạn không đồng ý cho thuê mà Phan Thành phải bảo lãnh. Trong lúc quen nhau, ngoài chuyện Phan Thành hứa mua nhà ra còn hứa sẽ mở quán cà phê cho em và hứa giới thiệu em đóng phim. Hứa một tháng chu cấp 10 triệu nhưng chỉ là lời hứa thôi, Vi cho biết thêm. Vi cũng xác nhận thông tin chính Phan Thành lái xe ra sân bay đón mình khi lên thành phố Hồ Chí Minh. Cô cũng thẳng thắn trước tin đồn cho rằng tự đăng tin lên để chia rẽ Minh Du và Phan Thành. Trở làm gì có chuyện đó, em không đủ sức đâu, chỉ có tức giận bồng bột, em đang như thế thôi, hoàn toàn không có ý nghĩa chia rẽ Phan Thành và Minh Du. Và còn chuyện nói Phan Thành về Cà Mau với em ngày sinh nhật Minh Du hoàn toàn không có, Phan Thành chưa về Cà Mau thăm em lần nào. Thông tin của chúng tôi gửi đến các bạn đến đây là hết, xin chào tạm biệt.